Làm sao đây thấy em đi nè. Trời gió mát hiu hiu cũng sướng. Này nè, vô đây uống trước đây. Chứ gì nữa, còn chưa được 2 ly nữa gần hết rồi. Vô cái nữa. Bởi vì không có cái nào mà ngon mà hút cuối đúng không? Giống như cái đứa thuốc mà mình hút hút cuối. Ừ. Tao nói nhiều khi không, ở quê mình ngồi nhậu khỏi ăn mồi. Còn nhiều khi mày ra quán này kia, mày kêu mồi một đống này kia không ăn hồi cũng tính tiền thấy mẹ luôn. Còn đây anh em mình không, đang làm bỏ ra sơ bậy nó nửa lít gì xong mình ra mình cấy lúa tiếp. Tính ra nửa lít này thôi là đủ đồ hả mình? Tăng vậy đó chút xíu, cái mình ra mình cấy lúa là đúng bài luôn. Ăn uống nhiều dân ăn miếng thôi. Ừ. Mà nó còn ngon. Nhiều quá nó không còn ngon. Ừ. Mặt bơ dưới. Đồ này cái nắng này ý gì? Cái lúa ngoài nắng nó hơi yếu yếu chung ngừ. Kiểu nó vậy nó tăng tăng thôi. Ừ. Mà quên nữa, sao bữa nay tao thấy hơi lạ lạ. Lạ gì đâu, cũng vẫn ban ngày mà có phải ban đêm đâu lạ. Nó lạ là ở chỗ sao bữa nay mày dám ngủ tao nhậu. Mày nói vậy là làm sao? Thì thường lúc đó, con vợ mày nhắc tới nhậu nó chữ sầm. Tại tụi bay thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Con vợ tao á, tao nói một tiếng là một tiếng. Không bao giờ dám trả lời với tao. Hôm qua nè, nó đang rửa chén. Tao kêu mày bỏ cái đống chén đó ra ngoài bấm điện thoại đi để tao rửa. Nó đi tè tè liền. Hay nó dám chống với tao không? Nó đang phơ đồ, tao kêu để đó tao phơ, mày vô nằm chơi đi. Bỏ liền một cái một, không dám mà quay lại mà trả lời với tao một câu nữa. Tính ra mày cũng uy tín. Trời ơi, nói cái là nghe, nói cái là nghe. Tao nói mày nhà là phải có nóc. Ê, mày có khi nào mà mày thử như là em ơi đưa tiền anh đi nhậu. Bình thường, để bữa nào qua có trước mặt mày đi rồi tới. Vô nè. Hết luôn rồi, quất luôn điện thoại. Thôi quất ly này nữa, tao cũng về đang cấy lúa luôn. Uống đi, nay uống rồi đừng giả bộ. Uống yếu rồi đập nay cũ. À thôi, có gì tối tối thì làm xương xương tép giờ cấy cho xong công lúa cái. Ờ thì đi để tao làm cỏ cho mấy cây dừa nữa. Ờ. Em ơi em đâu rồi? Làm sao đây thấy em đi nè. Ôi, đứa nào mất dạy vậy mày? Tao nè. Tao hả? À. Đứa nào à, tao chưa cấy lúa nữa mà đạp tao xuống lúa là làm sao à? Tôi nè, đi lên đây. Đây. Tôi nè. Lên đây nói chuyện, đi. Ô bà. À, đi lên đây. Hay ha. Em ơi em đâu rồi ha? Em đây nè. Rồi tôi làm cái gì mà bà đạp tôi? Trời Phật ơi, trời của em đi cấy lúa mà nhậu tới giờ này không? Thằng ơi trời. Tôi nhậu thì tôi nhậu nhưng tôi vẫn làm tròn bổn phận của tôi thôi chứ bà có làm đâu mà bà làm cái thái độ gì ngộ vậy? Làm tròn bổn phận hả? Làm tròn bổn phận sao đâu, kể nghe coi, làm tròn bổn phận ha, dám chắc nhậu trong đấu, trong nhậu dai chứ, nhậu trong đấu nè. Thì ở đây tôi anh em với ai? Làm trung bổn này kia thì anh em ăn nhậu một hai xị này kia chứ thông thả đầu óc thôi chứ. Không thấy có ai đi đồng mà ăn nhậu nhau không? Ủa? Hả? Tôi nhậu chứ đâu phải tôi uống quần què đâu, tôi không biết đừng làm. Trời ơi, đi cùng đi không nổi. Đâu rồi về làm cho tôi coi. Làm đứng dậy làm cho tôi coi. Chưa tới ruộng mình, ruộng này ruộng của người ta, làm cho người ta hay gì? Ruộng này giờ có gì đâu làm. Mà tôi nói bà nghe nha, mai mốt bà mà thái độ với tôi vậy nữa là bà có chuyện với tôi á. Hay hen, ngon hen. Bị ăn một đạp văng xuống dưới ruộng rồi mà còn bú láo hen. Bố láo gì? Bữa nay ngon rồi. Cái gì cũng từ từ nói, bà đạp vậy rồi lỡ bữa nào tôi bị cây nọc đâm rồi sao? Đâm mày chết, tao có chồng khác. À, thì ra là muốn ngoại, ấy da, đi, muốn ngoại tình nè. Đi lên, đẻ lên, đi về nhà nói chuyện. Mày lo mày đi. Lâu à? Tao về là mày mệt. Đi về.